Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Khán giả để lại đống rác trên sân vận động Daiso Tri Âm, phía Mỹ Tâm chính thức lên tiếng. Mỹ Tâm tổ chức thành công Daiso kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Tri Âm. Tuy nhiên mới đây hình ảnh sân vận động nơi tổ chức buổi trình diễn âm nhạc của cô vẫn ngập rác sau một tuần gây ra không ít tranh cãi. Nắm được tình hình, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng đã có động thái chính thức về vấn đề này. Cụ thể trên Facebook của Mỹ Tâm, ekip đã lên tiếng trần tình sự việc dưới phần bình luận bài đăng gần nhất. Đại diện phía Mỹ Tâm cảm ơn các ý kiến đóng góp và gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền mọi người về việc vệ sinh sân vận động sau show diễn. Bên cạnh đó, công ty cũng mong khán giả sẽ không tranh cãi với nhau thêm nữa, vì người dân phản ứng về rác sân vận động là hợp lý, bản thân ekip nghe xong cũng rất khó chịu. Do việc này ngay từ đầu là trách nhiệm của sân và MTE cũng đã ký hợp đồng rõ ràng, cũng như trả chi phí đàng hoàng, nhưng có lẽ vì một số lý do khách quan nào đó mà ban quản lý sân chưa giải quyết việc này, đại diện phía Mỹ Tâm chia sẻ. Bên cạnh đó, ekip của giọng ca Họa Mi Tóc Nâu cho biết, khi nắm rõ tình hình rác tại sân vận động, nữ ca sĩ đã nhanh chóng làm việc với ban quản lý sân. Kết quả, cuộc trao đổi là toàn sân vận động hiện tại đã dọn dẹp xong. Phản hồi hợp tình hợp lý và cách giải quyết nhanh chóng của Mỹ Tâm nhận được rất nhiều lời khen ngợi ủng hộ từ khán giả. Như vậy, theo như những gì ekip của nữ ca sĩ chia sẻ, thì lỗi không phải do các fan thiếu ý thức hay ban tổ chức không chu đáo, mà là sự chậm trễ từ đơn vị quản lý. Một số bình luận nổi bật: do chưa vệ sinh kịp thôi, chứ chẳng có gì to tát để cả buổi sáng cãi nhau nảy lửa. Bên Mỹ Tâm nên làm hẳn một bài đăng riêng đi ạ, sáng giờ mọi người tranh cãi gay gắt quá. Sự thiếu trách nhiệm của một vài người mà gây ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Hình ảnh ngập rác tại các địa điểm tổ chức live show của Mỹ Tâm. Hình ảnh sân vận động sạch sẽ trở lại sau khi phía Mỹ Tâm làm việc với đơn vị cung cấp địa điểm. Sự việc gây tranh cãi đã được làm sáng tỏ, cuộc khẩu chiến dừng lại tại đây. Được biết sau thành phố Hồ Chí Minh, live show Tri Âm sẽ tổ chức tại Hà Nội dự kiến vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên dù đã hoàn thiện gần 80%, nhưng Mỹ Tâm vẫn quyết định dời show diễn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.